đang quay. Tại thời điểm này chúng tôi đã đến salon Toyota của Hoài Đức. Đấy, cứ phải nhắc vào đấy. Về đầu óc tôi cũng lộn cận lắm này. Thế được cái sự nhiệt tình giúp đỡ của anh Văn Hội và anh Thành Đạt. À, là hai người rất là tích cực hỗ trợ để làm sao xe về nhanh nhất và kịp thời nhất. Đấy, xe vừa mới về đến trưa hôm qua, về đến đây. Thế và tôi đã được thông tin. Thế hôm nay đi cùng với tôi có anh bạn Bùi Đình Dung. Xin chào anh. Anh có cảm tưởng như thế nào khi anh đến cái Toyota Hoài Đức này? Toyota Hoài Đức rất là hoành tráng, cơ sở rất đẹp. Và cảm giác ban đầu thì thấy các bạn rất nhiệt tình. Rồi, xin cảm ơn anh. Thế bạn Hội chắc cũng phải dành cái thời gian của cái 315 đường Trường Chinh. Vâng ạ. Mà bạn này thì có YouTube là rất là hấp dẫn. Dạ. Và tôi cũng nhân tiện đây là giới thiệu cho mọi người là khi nào có điều kiện ấy, hoặc là có thích về xe ô tô nói chung và rất là Toyota thì nên xem kênh của anh Hội. Kênh Tư Vấn Xe Hay. Đấy, tư vấn xe hay đúng không? Đăng ký ạ. Đấy, thì mọi người nên dành thời gian đăng ký. Và rất cảm cái ơn cách Sơn ạ. Diễn đạt và truyền cảm hứng cũng như là giới thiệu về xe thì chính tôi là người bị thuyết phục quay video và cũng gọi là có tham gia về thể thao văn nghệ văn gừng, nhưng mà tôi cũng thấy hấp dẫn bởi vì anh Hội anh truyền đạt rất là rõ ràng. Đấy, và mọi vấn đề coi sẽ được giải đáp chỉ trong vòng thời gian rất là ngắn và chính xác. Đấy, cái quan trọng là chính xác và chiếm được cảm tình của rất là nhiều người. Đấy thì tôi cũng mong rất cảm ơn chú Sơn ạ. À. Thế còn anh Đạt. Đạt. Thế anh Đạt thì hiện tại là đang giữ một cái mảng kinh doanh rất là quan trọng của Toyota Hoài Đức. Thế thế thì anh Đạt cho vài ý kiến để giới thiệu về mình. Vâng, cháu là Trần Quang Đạt, nhân viên bán hàng ở Toyota Hoài Đức. Cháu công tác ở đây cũng được 4 năm rồi ạ. Vâng. Vâng, hiện tại thì là cũng là một là những người em với cả hỗ trợ cho anh Hội và kênh YouTube của anh ở trên đấy. Đấy là cảm ơn chú cũng toàn thể mọi người. Gì thì ủng hộ cho anh em chúng cháu. Cháu xin cảm ơn ạ. Rồi, xin cảm ơn anh Đạt. Thế còn cạnh tôi đây, đây là anh con trai tôi, anh Lê Tuấn Hiệp. Mặc dù thì anh ở cái lĩnh vực kinh doanh thì khác với tôi, nhưng mà thực ra thì cũng là dân kinh doanh thôi. Đấy, thì tôi là công chức cán bộ thì nghỉ hưu rồi. Thế nhưng mà thôi, các anh bây giờ là sẽ là có những cái cố gắng theo con đường của mình. Thế hôm nay là chắc cũng lần đầu tiên con đến cái showroom Toyota Hoài Đức. Thì con có nhận xét gì? Showroom thì con thấy rất là rộng, và gọi là khang trang. Mọi người có thân thiện không? Mọi người thân thiện. Ok. Cảm ơn con. Chúc mừng bố. Cảm ơn.